Tôi cảm thấy là đây là một cảnh quay rất là khó khăn trong việc kết nối với nhau. Chúng tôi phải mất đến 6 tiếng nhỉ, 5 tiếng để hoàn thành là cảnh quay này. Chỉ lấy chắc là khoảng 40 giây trên màn ảnh. Tôi xin này không trầm cảm luôn. Chán hả? Không trầm cảm luôn. Chán này hả? Không trầm cảm luôn. Chán hả? Lần đầu tiên cuộc đời em đóng kiểu vậy. Em trầm cảm rồi. Làm cách nào để vượt qua cái trầm cảm? Một bịch bánh tráng trộn 10 đúng không?